Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng mới nhất phiên đầu giờ sáng ngày hôm nay. Hôm nay là Chủ nhật, ngày 22 tháng 5 năm 2022, được phát sóng trên kênh Giá cả thị trường. Trong bản tin này, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước. Phần tiếp đến của bản tin là bảng giá vàng trong nước được ghi nhận mới nhất trước giờ mở cửa phiên giao dịch hôm nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Mở đầu của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng thế giới. Như quý vị và các bạn cũng đã biết, giá vàng trên thị trường thế giới đóng cửa phiên giao dịch cuối tuần này ở mức 1.846,18 đô la Mỹ trên một ounce, khép lại tuần giao dịch bằng một phiên tăng nhẹ với tỷ lệ tăng là 0,24%. Phạm vi giao dịch trong ngày trước giờ đóng cửa phiên này, mức thấp nhất là 1.832,22 đô la Mỹ và mức cao nhất là 1.849,30 đô la Mỹ trên một ounce. Bên cạnh đó thì chỉ số đồng đô la Mỹ khép lại tuần giao dịch bằng một phiên tăng nhẹ, tăng 0,157 điểm và với tỷ lệ tăng là 0,15%, hiện tại đóng cửa tuần giao dịch ở mức 103,025 điểm. Còn đối với thị trường tiền điện tử, giá trị đồng tiền điện tử Bitcoin thì liên tục biến động, thời điểm này tiếp tục giữ xu hướng tăng nhẹ với tỷ lệ tăng là 0,98%, giao dịch ở mức 29.462 đô la Mỹ trên một Bitcoin. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm khép lại tuần giao dịch bằng một phiên giảm và với tỷ lệ giảm là 1,90%, giao dịch ở mức 2,785% trên một năm. Còn đối với thị trường năng lượng thì giá dầu thô đóng cửa tuần giao dịch bằng một phiên giảm với tỷ lệ giảm là 0,99%, giao dịch ở mức 110,515 đô la Mỹ trên một thùng. Trước khi đến với những thông tin chi tiết trên thị trường vàng trong nước, sau đây kính mời quý vị và các bạn hãy cùng điểm qua một chút những thông tin cũng như là nhận định trên thị trường vàng thế giới. Giá vàng trên thị trường thế giới đang chạm mức 1.846 đô la Mỹ trên một ounce, tương đương 52,1 triệu đồng trên mỗi lượng. Theo giới chuyên gia, vàng lấy lại đà tăng do đồng đô la Mỹ giảm nhẹ. Cùng với đó là nỗi lo về kinh tế suy thoái, vàng thường được xem là tài sản phòng thủ trước các biến động về kinh tế. Ngoài ra, do giá vàng giảm đã thu hút những người mua nắm giữ dài hạn đổ tiền vào vàng. Nhân cơ hội vàng giảm giá, quỹ SPDA Goldschmidt, ông trùm kinh doanh vàng lớn nhất thế giới đã mua thêm vàng để giữ trữ lượng vàng của họ lên 1.056,12 tấn. Các nhân tố này đã hỗ trợ cho vàng quay đầu tăng giá. Tuy nhiên, theo các nhà phân tích, vàng vẫn chưa thoát khỏi xu hướng giảm. Cụ thể, theo quản lý đối tác tại công ty quản lý tài sản SPI Asset Management Thụy Sĩ, ông Stephen Innis cho rằng, những lo ngại về nguy cơ suy thoái hiện đang nhường chỗ cho những lo ngại về tăng trưởng kinh tế Mỹ, qua đó hỗ trợ cho giá vàng. Tuy nhiên, ông cảnh báo xu hướng thắt chặt chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed sẽ vẫn đặt ra một thách thức lớn đối với vàng. Vàng vốn được coi như một thiên đường trú ẩn an toàn trong các cuộc khủng hoảng kinh tế có xu hướng trở nên kém hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư khi mà lãi suất của Mỹ tăng cao bởi nó không sinh lời. Theo một cuộc thăm dò của hãng tin Reuters, Fed sẽ nâng lãi suất vào cuối năm nay. Trong khi đó thì Trung Quốc lại bất ngờ cắt giảm lãi suất chủ chốt nhằm hỗ trợ cho những người mua nhà và các nhà phát triển bất động sản đang mắc nợ trong bối cảnh nền kinh tế nước này đang tăng trưởng chậm lại do các biện pháp hạn chế được triển khai nhằm ngăn chặn dịch COVID-19 hoành hành ở các thành phố lớn. Theo chuyên gia phân tích quỹ Daily FX Alice Spivak nhận định, nhìn chung vàng đang trong xu hướng giảm giá và có thể về mốc 1.750 đô la Mỹ trên một ounce, tương đương 49,3 triệu đồng trên mỗi lượng. Quý vị và các bạn thân mến, phần cuối cùng của bản tin này sẽ là một số thông tin trên thị trường vàng trong nước. Mặc dù giá vàng tại thị trường trong nước kết thúc tuần giao dịch bằng một phiên tăng giá, tuy nhiên với những người mua vàng ở thời điểm đầu tuần, nếu bán ra trong phiên giao dịch ngày hôm nay vẫn chịu một khoản lỗ là 550.000 đồng trên một lượng. Vì vậy mà theo giới chuyên gia cảnh báo rằng nhà đầu tư không nên mua vàng ở mức giá quá cao như hiện nay. Vì nếu các nền kinh tế phục hồi tốt thì vàng thế giới có thể còn giảm mạnh, do đó mà thị trường vàng trong nước cũng có thể tiếp tục đi xuống. Để quý vị và các bạn có thể biết rõ hơn về thị trường vàng trong nước thời điểm này, sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bảng giá vàng chi tiết được ghi nhận mới nhất trước giờ mở cửa phiên giao dịch hôm nay. Kính mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi và tham khảo thêm nhé. Nhìn chung thì ở thời điểm này, giá vàng SJC trong nước điều chỉnh tăng giảm đan xen trong biên độ hẹp quý vị và các bạn nhé. Hiện tại thì đang được niêm yết như sau. Đầu tiên là giá vàng SJC tại 3 thành phố lớn, SJC Hồ Chí Minh từ 1 cho đến 10 lượng, mua vào 6.895.000, bán ra 6.985.000, tăng 50.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào và bán ra, hay là tăng 5.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và chiều bán. Chênh lệch giữa chiều mua vào và chiều bán ra hiện tại vẫn dao động ở mức cao là 900.000 đồng trên một lượng. SJC Hà Nội
mua vào 6.895.000, bán ra 6.987.000, tăng 5.000 ở chiều mua vào và chiều bán. SJC Đà Nẵng mua vào 6.895.000, bán ra 6.987.000, tăng 5.000 ở chiều mua vào và bán ra. PNG Hồ Chí Minh mua vào 6.890.000, bán ra 6.980.000, tăng 15.000 ở chiều mua vào, tăng 30.000 ở chiều bán ra. PNG Hà Nội mua vào 6.890.000, bán ra 6.980.000, giảm 5.000 ở chiều mua vào và chiều bán. Doji Hồ Chí Minh mua vào 6.890.000, bán ra 6.960.000. Doji Hà Nội mua vào 6.890.000, bán ra 6.960.000. Phú Quý SJC mua vào 6.900.000, bán ra 6.970.000, tăng 10.000 ở chiều mua vào, chiều bán ra không có sự thay đổi. Bảo Tín Minh Châu mua vào 6.895.000, bán ra 6.968.000, tăng 3.000 ở chiều mua vào, giảm 1.000 ở chiều bán ra. Mi Hồng SJC mua vào 6.940.000, bán ra 6.975.000, tăng 5.000 ở chiều mua vào, giảm 5.000 ở chiều bán ra. Tiếp đến là giá vàng SJC một số ngân hàng. Ngân hàng Eximbank mua vào 6.875.000, bán ra 6.975.000. Ngân hàng SCB mua vào 6.870.000, bán ra 6.990.000, tăng 20.000 ở chiều bán ra, chiều mua vào không có sự thay đổi nào. Ngân hàng TPBank Gold mua vào 6.890.000, bán ra 6.960.000. Ngân hàng Vietinbank mua vào 6.890.000, bán ra 6.982.000. Tiếp đến là giá vàng SJC một số tỉnh thành phố khác. Hiện tại thì vẫn giữ đà tăng nhẹ trong phiên giao dịch cuối ngày hôm qua, tăng 50.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào và chiều bán, hay là tăng 5.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và chiều bán ra. Hiện tại thì biên độ chênh lệch giữa chiều mua vào và chiều bán ra dao động trong khoảng 920.000 đồng trên một lượng, hiện tại thì đang được niêm yết như sau. SJC Nha Trang mua vào 6.895.000, bán ra 6.987.000. SJC Cà Mau mua vào 6.895.000, bán ra 6.987.000. SJC Huế mua vào 6.892.000, bán ra 6.988.000. SJC Bình Phước mua vào 6.893.000, bán ra 6.987.000. SJC Biên Hòa mua vào 6.895.000, bán ra 6.985.000. SJC Miền Tây mua vào 6.895.000, bán ra 6.985.000. SJC Quảng Ngãi mua vào 6.895.000, bán ra 6.985.000. SJC Long Xuyên mua vào 6.897.000, bán ra 6.990.000. SJC Bạc Liêu mua vào 6.895.000, bán ra 6.987.000. SJC Quy Nhơn mua vào 6.893.000, bán ra 6.987.000. SJC Phan Rang mua vào 6.893.000, bán ra 6.987.000. SJC Hạ Long mua vào 6.893.000, bán ra 6.987.000. SJC Quảng Nam mua vào 6.893.000, bán ra 6.987.000. Cuối cùng là giá nhận bộ số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác. Hiện tại thì vẫn giữ đà tăng nhẹ trong khoảng từ 42 cho đến 100.000 đồng trên một lượng, hay là trong khoảng 4.200 cho đến 10.000 đồng trên một chỉ tùy vào mỗi loại vàng. Thời điểm này thì đang được niêm yết như sau. Nhận bộ số 9 từ 1 cho đến 5 chỉ, mua vào 5.430.000, bán ra 5.520.000. Vàng 4 số 9 mua vào 5.400.000, bán ra 5.480.000. Hai loại vàng này thì đều tăng 10.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và bán ra. Vàng 24K mua vào 5.295.700.000, bán ra 5.425.700.000, tăng 9.900 ở chiều mua vào và chiều bán. Vàng 18K mua vào 3.925.400.000, bán ra 4.125.400.000. Vàng 14K mua vào 3.010.200.000, bán ra 3.210.200.000. Vàng 10K mua vào 2.100.400.000, bán ra 2.300.400.000. Quý vị và các bạn thân mến, với những nội dung trên đã khép lại bản tin giá vàng mới nhất phiên đầu giờ sáng hôm nay của chúng tôi. Mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh màu đỏ phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như tích luôn vào quả chuông ngay bên cạnh để mỗi khi có thông tin mới, chúng tôi tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.